thấy cây nào cũng như cây nào á. Xuống đoạn đó, đoạn nào cũng như đoạn nào, đâu có cây nào mà ít bông đâu. Điều Giang à. Chuyện này nói chung năm nay là đỡ tầm khoảng được cũng mười mấy hay 20 triệu tiền kích á. À. Không tốn cái khoản đó. À, cái mẹo là khỏi xịt là đỡ tốn tiền nha. Nó thành cái tiết kiệm được mười mấy triệu tiền kích bông nè. Tại đâu có cần kích gì đâu. Mình cứ làm theo cái quy trình, cứ bỏ phân tưới nước rồi chặn đọt, ba cái quy trình đó là tốn tiền. Dạ. Tốn tiền phân, tốn tiền nước rồi lại chặn đọt nữa thì tốn tiền dữ lắm đó nha. Dạ. Nó kiểu như nước mình tưới nước tưới phân rồi nó bay. Dạ. Bay lên đó. Nó càng lớn trái nó càng lên cao. Dạ, gốc tơ thì mình thấy nó đùm đùm nó nằm trong cây ha. Lớn ra ngoài nhánh hết. Nhưng mà nó chất lượng. Dạ, dạng công thân là không ra gì. Dạ. Thân không đậu. Wow, như cái nhánh này nè, từ dưới ra. Ra tới cành cấp 2 luôn. Dạ, đúng là mình phải làm thưa ra chứ. Dạ. Cách chùm bỏ này chỉ như mình làm thưa thưa. Mình làm không kịp, không phải không kịp mà mình năm nay nó ít bông quá thôi, mình cũng ngại ngại. À, mà trúng ngày dịp Tết nữa. Ừ. Tết không ai chơi cho anh. Rồi em đãi em tới thì sáng vậy rất là đẹp. Dạ. Này mà nó đậu hết thì bữa nó trái mệt luôn anh Thành. Không có đậu hết đâu. Dạ. Phải vẫn phải rụng bớt đúng không? Rụng nhiều. Như cây này lượng bông gì cũng tương đối rồi anh Thành ha. Đúng rồi. Dạ. Như cái lứa này mà có mấy cái chùm sao trễ trễ là bỏ luôn. Bỏ luôn, nhỏ nhỏ là bỏ luôn. Cái đợt cỡ này anh Thành tính cắt chưa? Cắt á, 5 6 mét hả? Dạ. Đó 5 mét mấy? Thôi, cao leo mệt ha. Cao leo mệt. Dạ. Bây giờ mình làm cao thì cái đoạn dưới này nó là không có trái. À. Cũng bù qua bù lại thôi. Dạ. Thấp thì mình ở dưới này có, mà cao ép nó còn. Dạ. Đột không. Mình trèo. Dạ. Có khoảng sông mình trèo ok lắm. Dạ, năm thứ 6 cắt đọt rồi. Hồi xưa cái này là 7 mét hay 8 mét hả Thành? 7 mét mấy. À. Phải mít mấy? Mình tưng nó được 5 hàng đó. À. Có chỗ thì nó... Chỗ 7, chỗ 8 đúng không? Không có 8 đâu, 7 mít mấy đổ lại. Mình năm thứ 6 cũng chưa giáp tàn đạt rồi nè. Chừng vài năm nữa nó giáp anh ha? Giáp phải bấm. À. Bấm cái đoạn này nè. Dạ. Nó đụng là mình bấm hết. À, cho nó khỏi đụng nhau ha? Không cho nó sỏ vô. Dạ. Sỏ vô là nó chết. À. Năm thứ 6 thì anh cũng tính cắt đọt luôn. Khống chế chiều cao. Giờ có tuổi rồi cũng làm biến leo anh Thành ha. Với lại bây giờ gió má cao, gió rồi nó khen. Dạ. Phun cũng mệt. Phun cũng mệt. Cái này là anh phun bằng cần chưa? Cần chứ. Cần không, mà cần của anh cần. Anh không có xài cần tre, anh cái cần anh cần mét mấy kìa. Dạ. Nó thoáng vậy là anh phun một lần là mấy người phun được? Có một mình anh phun rồi mà chứ. À, tự kéo luôn. Tự kéo. Này có một bành dây mà có hơn hết vườn có 70 mét dây mà. Dạ. Wow, kìa không? Quá chừng bông. À, như cái cây này anh thấy cái đọt anh cắt rồi nè. Cây đó là cái đọt nó bị hư. À, hư. Dạ. Tự hư. Tự hư. Dạ. Cây nào cũng như cây nào. Nói chung là không có cây nào mà không chịu ra bông anh Thành ha. Không. Dạ. Cứ xiết nước cho nó là nó phải ra anh Thành. Cái lá này nó rụng nhiều ít bữa anh có đi thổi lại không? Nó sáng dậy xong là phải thổi hết chứ. À, thổi cho nó sạch lại. Để khỏi nấm nữa hả? Nấm nó thì mình tưới phân tưới thuốc rồi cho nó ăn cho đẹp nha. Dạ. Cái này nó cũng có xì mũ mà không thổi sao. Cái này xì mũ lành. Có người ta kêu để nó tự bớt luôn. Năm nay cái bị cái trường này bớt cũng nhiều nha. Dạ, cây con em thấy cũng có luôn anh Thành. Cây con cũng bị được. Nó chạy nước. Đó. Dạ, chạy nước. Chắc nước nhiều quá nó chảy. Cái bệnh nó năm nhiều quá. Yeah. Cái vàng mà năm thứ 5 thứ 6 này thấy nó đẹp anh Thành ha.
nó còn thấp thấp dưới nè, nó bông quá trời bông nha. Đây, như cây này nó ngoái đạt lên anh. Dạ. Vậy thì nó không có bị, nó không có bị cà tưng năm ngoái đạt, năm nay nó rớt lên nè, nó cứ ra đều. Mình cho nó ăn cho đúng thì nó cũng không có năm bỏ năm mất. Dạ. Một trường hợp mà mình ăn nó quá nhiều quá, mình lạm dụng quá thì nó. Như cái cây năm thứ sáu này đây, ít bữa anh bỏ khoảng bao nhiêu phân cho một gốc này? Bây giờ phía trước, ví dụ như trước mắt đầu tiên là mình bỏ cái tầm một ký cái đó. À, ký. Ký một cây. Dạ. Rồi là cái tua đầu. Dạ. Tua này. Rồi sau này mình trái nó lớn mình tăng lên. À, cứ theo cờ trái hả? Ừ. Mà cái lúc mà đỉnh nhất như cây này thì khoảng bao nhiêu ký? 2 ký là càng nhất. À. Cái lúc làm trái bao lâu anh bỏ lần anh? Định kỳ á nuôi thì trái à? Thường thường nuôi trái thì cũng cỡ 2 tuần gì đó là mình... À dạ, cứ vài tuần cho nó ăn lần. Anh có xài phân nước không? Có, anh có xài ăn chô. À, ăn chô thì anh tưới theo bát gì động á. Dạ. À, cái chỗ chăm phân của anh á. Dạ. Quăng ra, nó quăng đâu có quăng thôi. Dạ. Anh còn cái nó nứt cái này là cái gì là nó đó, hình như là dạng đâu có bệnh gì đâu, không bệnh gì, nó tự nứt không, nó lớn nhanh hay là dạ. Cái gì hay là cho anh ăn nhung nai vậy không? À, cái đợt đây này lâu lâu con cây thì sẽ nhị sớm trước Tết. Đây cái lứa này rồi cái lứa bây giờ bắt đầu sẽ nhị, hai cái này nó có cạnh tranh nhau không anh? Không, nó gần nhau thì nó không cạnh tranh. À, nó mà trái lớn tí. Dạ. Cái này thì cũng chưa cạnh tranh. Còn cái này thấp quá chắc không đậu nổi hả anh Thành? Đậu thấp đó thì không. À, cắt luôn. À đây nó còn còn dài đó, mấy chùm bông này, mà chỗ này, hai trái thôi nè. Còn cái này thì gì? Dạ. Có khi nào cái chùm này nó được 5-7 trái hả anh Thành? Có 5-7 trái mình cũng phải cắt bỏ chứ. Dạ. Đâu nổi đúng không? 3 trái thì phải. Dạ. Nói dù mình để 5 trái sao mình lấy lại còn 3 trái chùm đó. Cái liềm này dễ thao tác anh Thành ha? Ừ, cái liềm này làm dễ hơn. Dạ. Cây được kéo rồi có. Để đi tưới nước cầm thêm cái liềm. Gai mắt đâu là làm đó. Dạ. Cũng phải xiên xiên xíu anh Thành ha? Cái cây này là năm ngoái nó cũng bị si. À. Năm nay nó ra sớm. Si là nó được nghỉ cây đó. Cây này thì chỉ để cho nó mấy chục ký thôi. À. Năm nay nó mới bắt đầu nó lấy lại phong độ. Dạ. Si là si mũ hay si bị gì anh? Nó bị cổ rễ gì đó, nó bị rễ nó hư hết mà anh cứu được cái gì. À, anh cứu bằng gì? Thì anh cũng đổ thuốc rồi Arifos rồi. Em thấy Arifos nó cũng hay mà, nhiều cái cây nó bằng khè anh Thành. Em đổ bên này xanh lại luôn. Arifos là nó gốc lăng mà. Dạ. Mình đổ với lại mình giữ nước cho nó. À, ẩm không? Nước cho độ ẩm tốt là nó bớt rồi. Xanh lại luôn. Bữa em tưởng nó, cái cây của em nó vàng như nghệ rồi, nhưng mà đổ nó phục hồi. Đây coi cái si. Cái ngày xưa mà cái phốt 400 của Dona phốt đến nó tốt lắm đó, nhưng dạ. Mà không biết sau này nó làm cái tốt không chứ. Phốt tốt thì đừng làm ngon. Đây anh sẽ phốt rồi mà anh cứu cái cây 630 rồi 60 khi nó nhái anh Thành ơi. Thì vậy đó, mình chứ còn cái phốt mà phốt của Dona đó thì đây đây coi thêm cây này nữa anh Thành, sao bông quá chừng vậy, thấy cây nào cũng như cái nào á, xuống đoạn đó đoạn nào cũng như đoạn nào, đâu có cây nào mà ít bông đâu. Điều gian à? Chuyện này nói chung năm nay là đỡ tầm cỡ được cũng mười mấy hay 20 triệu tiền phích á. À, không tốn cái khoản đó. Mà cái mẹo là khỏi xịt là đỡ tốn tiền nha mọi người. Thật kinh tiết kiệm được mười mấy triệu tiền kích bông nè. Tại đâu có cần kích gì đâu. Mình cứ làm cái quy trình cứ bỏ phân tưới nước rồi chặn đọt, còn ba cái quy trình đó là tốn tiền. Dạ. Tốn tiền phân, tốn tiền nước rồi lại chặn đọt nữa thì tốn tiền dữ lắm đó nha. Dạ.
kích chứ gốc mà chặn lên đọt mới công ha. Cho nên cái đoạn này á là cũng không mấy cũng không cần là nước nhiều lắm đâu, nhiều lắm là nó đi đọt chứ không, à. Không có tác dụng. Tức là nước cái vừa vừa thôi. Cho nên nó đủ lượng nước cho nó giữ cái bông nó khỏi bị héo bông thôi chứ không có. Dạ. Không có cần thiết mà tưới cho quá trời cái nó đi đọt rồi là lại phải chặn đọt tốn tiền đọt. Tốn tiền thuốc nữa. Tốn tiền phân. Vì trong cái thời gian cây nó nghỉ là mình cho cái cây nó ăn lực rồi. Dạ. Nên bây giờ là mình chỉ cầm cho nó thôi. Ừ. Không chạy cho nó chạy nhanh quá. Cái trái mà lúc mà nó to to như trứng gà hầu đó sao hồi trước. Nha. Cứ mạnh. Rồi cho ăn. Nên làm đơn giản mà đỡ tốn tiền. Tốn tiền mà bông đều hết nha mọi người. Mình áp dụng cái vườn mình nó hay vườn người khác không tạo làm được gì. Lúc áp dụng giống mình là không được á. Dạ. Không có bi à anh. Mỗi cái đất cái thổ nhưỡng khác nhau á nó. Cái địa hình đất đai nó khác nhau ha. Đất của anh Thành này đất nó hơi hơi đòi xíu lấp lấp xíu. Đó mình cho mọi người xem cái cây cuối nó xong mình kết cái video đây nè. Đó bông nè. Anh không cần kích bông, không cần xịt thuốc, không có xịt thuốc kích bông, không cần rải lăng luôn. Khỏi hết. Chỉ dùng nước thôi. Kỹ thuật dùng nước để tạo bông. Thôi anh Thành ơi, chào anh Thành nha. Rồi, rồi.